Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Vinh Film Channel. Ngày hôm nay mình review lẩu tự sôi. Lẩu tự sôi quảng cáo rất là nhiều trên TV nhưng hôm nay mới có cơ hội để trải nghiệm. Theo như hướng dẫn thì lẩu này sẽ tự sôi trong 10 phút khi mà chế nước thường vào. Và sẽ chế nước vào trong một bát lẩu và trong cái hộp này đặt lên cái bát lẩu đặt trên trong cái lõi của cái hộp này và sẽ có một cái dung dịch để tự sôi. Mình mở cái gói lẩu tự sôi. Đây là lẩu tự sôi bắp bò riêu cua. Lẩu tự sôi này có một cái hướng dẫn sử dụng như thế này. Theo cái hướng dẫn sử dụng thì sau khi mở ra thì sẽ xé các gói nguyên liệu như là mì khoai tây, topping, bắp bò, nấm, sốt gia vị, lẩu, sốt cà chua. Tức là xé các cái thành phần ra cho vào. Xé các thành phần ra cho vào cái nồi lẩu này. Thì sau đó thì ở dưới này sẽ có một cái có cà thìa này, có cái đũa này, sốt cà chua này, sốt gia vị này, lẩu tự sôi riêu cua này, sẽ gói cho khay trắng khay nhỏ này. Sau khi đã cho các gói nguyên liệu vào khay trắng theo thứ tự được đánh số trên bao bì, cho nước uống đến vạch đánh dấu của khay, cho nước uống đến vạch đánh dấu của khay. Còn đây là gói tự sôi, gói này sẽ xé bỏ gói ni lông cho của gói tự sôi, xóa bỏ gói ni lông sau đó là đổ nước vào thôi. Bây giờ mình sẽ làm thử. Đũa bỏ ra ngoài này, thìa bỏ ra ngoài này. Đây là lẩu này. Để xem thứ tự 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7 thành phần. Theo thứ tự là đầu tiên là sẽ cho thành phần đầu tiên đó là gói mì khoai tây này. Cái mì cũng rất là bé thôi. Mì rất bé. Chắc là không đủ cho mình. Hai là topping. Cái chỗ xé đây. Có 3 miếng đậu với ít rau. Thứ ba là bắp bò và nấm. Phần thứ ba. Thứ tư là sốt.
Thứ năm là vẫn là sốt. Thứ sáu là đến cua chất lượng có vẻ ok. Và cuối cùng là cho nước. Trước khi cho nước thì bắt đầu mình sẽ lại phải xử lý nốt cái gói tự sôi này đã. Gói tự sôi này là sẽ bỏ này. Đặt gói tự sôi của nguyện nằm phẳng dưới đáy của khay đen này. Cho nước nhiệt độ thường đến 260 ml vào khay đen. Hoặc đổ vào ngập gói tự sôi. Đấy, cái này để thẳng ở dưới này. Sau đó là cái này cho lên này, cái này cho lên thì cho 260 ml. 260 ml tức là nó sẽ rơi vào cái chỗ đây, mình cho nước đây. Nước cả vào đây và cả ra ngoài này. Cho hơi nhiều. Đây rồi. Thế bắt đầu mình đã thấy nước nó lục bục rồi. Cái này để nó chín thì phải cho nó xuống rồi. Rồi đến vạch nước rồi. Và bây giờ là bấm thời gian 10 phút. 10 phút thì chúng ta sẽ đậy cái nắp này, cái chữ Omachi lên trên này. Và chờ xem là lẩu nó sôi thế nào. Bắt đầu bấm giờ. Nghe bắt đầu có tiếng lục bục rồi đấy. Như vậy là đi du lịch thì dùng cái lẩu tự sôi này sẽ phải có 2 chai Lavi. Bởi vì là tổng lượng nước đã rơi vào tầm 660 ml nước, tức là hơn 1 chai Lavi, 1 chai rưỡi Lavi. Đây tất cả sản phẩm này. Cho thử thấy nó cũng hơi ấm.
Nghe cái tiếng lẩu tiếng sôi này nó cũng lục bục và nhỏ nhỏ. Xào cái vỏ nhựa này cũng nóng lên từ từ. Theo hướng dẫn là thời gian là rơi vào 10 phút thì hiện nay là mới được 3 phút. Thì cái tiếng nồi lẩu nó cũng đang hơi lịch bịch. Cũng phải 10 phút thật nếu như này. Hiện nay cái lẩu tự sôi này thì ở các siêu thị nhỏ thì cũng ít bán, chủ yếu là bán ở các siêu thị lớn như là Vinmart. Thì hiện nay Vinmart thì đang có cái siêu khuyến mại, tức là bán một tặng một. Thì tính ra là một cái lẩu tự sôi omachi này nó rơi vào tầm khoảng độ hơn 50.000. Thế còn bình thường thì cái lẩu tự sôi này bây giờ đang bán xấp xỉ khoảng độ trên dưới 100.000. Có chỗ thì bán tầm 90.000, có chỗ thì bán tầm 120.000. Ra cái lẩu này thì nhìn thì rất là tiện, nhưng mà nếu mà nhìn theo cái hàm lượng mà lượng gói mì ấy thì nó rất là nhỏ, cho nên là cho thêm các cái thứ topping như gia vị vào thì là nó sẽ đầy lên một bát. Thế nhưng mà nếu như mà tính năng lượng thì có lẽ là nó cũng không hơn được nhiều gói mì, mà gói mì tôm nó tầm khoảng độ 12.000 ngoài kia đang bán. Cho nên là cái việc mà đưa cái sản phẩm này đến tay người tiêu dùng có lẽ là cũng hơi kén về cái giá thành. Mặc dù là để mà đưa được một cái sản phẩm này ra thị trường thì nó rất là nhiều công đoạn, cũng như là trong cái chế biến thì sản xuất thì nó rất là nhiều cái thành phần bao bì cũng như là gia vị và nguyên phụ liệu, ví dụ như cái gói tự sôi kia. Cho nên là thực ra nếu mà đi chơi xa mà nhà nào mà ấy thì có thể mang một cái bình ủ nhiệt, có thể mua nước nóng ở dọc đường chẳng hạn mang theo, thì mang một bát rồi đi úp thì có lẽ là nó cũng sẽ giảm được giá thành rất là nhiều. Thế còn nếu như mà dùng cái lẩu tự sôi này nó cũng giống như một số sản phẩm tự sôi của Hadi Lao thì thực sự là giá thành nó đang hơi cao. Hiện ra bây giờ trên thị trường thì có rất nhiều cái sản phẩm liên quan đến tự sôi này, như là lẩu
riêu cua bắp bò omachi này, lẩu cơm tự sôi hay đi lao này, rồi là các cái sản phẩm lẩu tự sôi của Trung Quốc cũng rất là nhiều. Giá thành đưa sang Việt Nam hiện nay đang bán trên các cái trang trang thương mại điện tử, giá nó không cao, nó rơi vào tầm khoảng độ loanh quanh được khoảng 60.000. Trong khi đó cái hộp lẩu tự sôi bắp bò này nếu mà đã bán mà thẳng giá thì nó phải rơi vào tầm 100.000. Thế còn các cái siêu thị đang đưa để đưa khuyến mãi để tiếp cận người tiêu dùng thì như Vinmart đang mua một tặng một, thì có lẽ là nhà sản xuất cũng đang phải chịu hòe vốn hoặc là lỗ. Trong khi đó ví dụ như cơm lẩu tự sôi đấy, nó cũng của Trung Quốc ấy, nó cũng 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 đang tràn ngập, giá nó rất rẻ, giá tính chưa ship khoảng độ 58 đến 65.000. Thì công ship vào nữa, tính thêm 15.000 là phí ship nữa. Mà mua một hộp thì chắc chắn là có khi phải mua thành hai hộp, thì phí ship 15.000 thì tính ra một hộp mất khoảng độ thêm 8.000 tiền phí ship nữa. Thì ví dụ như tính là 65 thì cộng với 8 nữa thì mới là 70 73, gọi là 75.000 đi. Đấy, 5.000 thì là mang hai chai Levi với lại một cái gói này vứt lên xe ô tô. Còn nếu như một gói mì 12.000 cộng với lại một cái bát cộng với lại một cái bình thủy giữ nhiệt nữa thì cũng rẻ được nhiều đấy. Một người ăn thì ít, thì hai người ăn thì sẽ rẻ được nhiều. Thế hiện tại theo tổng thời gian bây giờ nó đã rơi vào 10 phút rồi, nồi lẩu thì vẫn đang sôi lịch bịch, chưa thấy có nước sôi lên, nhưng mà sờ nước thì cũng tương đối nóng rồi. Nhưng mà hiện nay tay mình vẫn chịu được, hiện như nước là chắc nó rơi vào tầm khoảng độ 60 độ, 70 độ. Chờ tí xem nó bốc khói lên, nó không có lịch bịch nữa thì chắc là lúc đấy nó mới xong. Hiện nay là đã hết 11 phút rồi, 11 phút, 11 phút và mình hiện nay chưa sôi, hiện nay chưa sôi, chưa sôi nước trong. Thế thì phải rơi tầm 15 phút. Rơi 15 phút hoặc thậm chí là lâu hơn nữa. Hay là mình đang ở trong cái phòng điều hòa nhỉ, bật quạt lên này, quạt thì nó sẽ lâu sôi hơn. Thôi kiên nhẫn vậy.
hiện đã khoảng 13 phút rồi mà vẫn chưa thấy nước sôi lên. Như vậy là nếu mà cái lẩu này mà tự sôi trong 10 phút thì chắc là phải để giữa sân nắng thì may ra mới được. Chắc là nước phải sôi sôi tí chứ, nước nóng tí chứ, còn nước mà nhiệt độ thường này thì có lẽ là không thể sôi trong 15 phút chứ đừng nói là 10 phút. Tại vì cái nước này nó sôi, nó sôi, nó nóng nước, nó lại còn phải sôi cả cái nước ở bên trong của cái bát lẩu nữa. Cái sản phẩm này mình biết đến đầu tiên qua cái kênh Khoai Lang Thang. Và sau đó thì Khoai Lang Thang cũng có quảng cáo cái sản phẩm này trên VTV. Thế nhưng mà họ cũng không có review cái quá trình mà cái úp cái bát gọi là lẩu như là cái bát mì này. Thì thực tế là mình làm đến bây giờ là nó rơi vào tầm 14 phút rồi, cũng chưa thấy khói đâu cả. Như vậy là cũng lâu đấy. Thôi kiên nhẫn chờ đợi. Lúc nào mà không sôi lịch bịch nữa thì thôi. Ra cái này thì để ăn dọc đường thôi chứ còn nếu ở nhà cho vào bếp đun 3 phút là nước sôi. Chưa thấy có dấu hiệu nước bốc khói lên. Mười sáu phút rồi. Bắt đầu cảm giác thì có một tí hơi nóng lên. Mười bảy phút rồi.
18 sang phút thứ 18 rồi. Có vẻ như cái gói lẩu tự sôi này, cái gói tự sôi này có vẻ nó cũng yếu đấy, đang có vẻ yếu đấy, nó không còn, nó không còn lịch bịch như lúc đầu nữa. Và hiện tại nước này thì nước này cũng đã nóng, thì chắc là nó rơi vào tầm khoảng độ, chắc tầm 80 độ, hơn 90 độ gì đấy, 90 độ. Nhưng mà mình nghĩ là với cái gói lẩu này thì khi mà ăn thì chắc là phải đảo nó lên đi. Thì còn để mà nó sôi thì mà nó sình sịch, cái nước trong này nó sôi như là đun một bếp thì chắc là nước nó sôi đấy, nhưng mà nó sôi đến cái này nó còn sôi như bếp thì chắc hơi khó. Đảo lên này, ông khoai lang thang này, ông khoai lang thang quảng cáo này cho cái này có vẻ khổ, ông khoai lang thang. Sẽ để đủ 20 phút. Thực ra thì nước sôi mà chế vào mì tôm thì cũng phải rơi vào tầm 5 phút, để tầm 5 phút, 3 đến 5 phút. Thế thì bây giờ cái này nếu như gọi là sôi đây thì bây giờ chắc là phải rơi vào tầm 25 phút. Chứ còn 10 phút mà theo như cái quảng cáo của sản phẩm này thì chắc là không ăn được. Tuy nhiên nếu như đang ngoài đường thì với một cái sản phẩm này thì cũng là tốt hơn so với lại không có. Và công tác chuẩn bị thì đơn giản, nó chỉ cần mang theo cái gói này và hai chai nước thôi, hai chai nước. Như vậy nữa là hai chai La Vi là nếu như tính giá gốc thì là 10.000, nếu còn nếu như mua ở ngoài đường mua cái cây thì nó rơi vào tầm 10.000 đến 15.000, tức là nó lại đội giá lên. Cứ gọi là mua ngoài đường đi thì rẻ ra mất 20.000 nữa, cũng tương đối đấy. Đây, thành phần đây. Mì khoai tây, topping bắp bò và nấm, sốt gia vị lẩu, sốt cà chua, riêu cua. Ở đây là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Masan. Tức là Masan chính là cái chủ của thương hiệu Winmart bây giờ. Vẫn xong các bạn ạ. Bắt đầu có nước nóng lên. Bây giờ là rơi vào tầm 22 phút rồi, 23 phút rồi. Bắt đầu có nước sôi lên.
Đây là quảng cáo thì vẫn chỉ là quảng cáo thôi, chứ không thể tự sôi trong 10 phút được. Tự sôi nó phải rơi vào 20 phút thì nó mới tự sôi được. 20 phút nước sôi đấy xong rồi nó lại còn từ cái nước sôi đấy rồi nó làm sôi cái nước ở bên trong cái hộp gia vị nữa. Thế thì 25 phút, 30 phút. Rất là đẹp. Nó vẫn đang sôi được. Mình cứ để nó sôi đến bao giờ nó không sôi nữa thì thôi. Đấy, sắp đến 25 phút rồi. Làm sao mà tự sôi được đến tận bên trong. Như kiểu hấp cách thủy đây. Nó chỉ là sôi cái nước ở bên dưới để làm nóng cái ở bên trên, và vì cái nước đấy là nó đặt ở trong cái gói ấy. Tự sôi thì cái nước đấy sẽ không thể dùng được, mà nước nó sẽ bỏ đi. Thì dẫn đến là cái việc sôi này là cũng chỉ là sôi theo kiểu cách thủy thôi. Ok, như thế là tổng thời gian bây giờ nó rơi vào tầm 25 phút. Và 25 phút rồi. Phút nước sôi. Thì cơ bản thì theo mình như thế cũng là ổn, chỉ có điều là phải có cái thời gian chuẩn bị nó dài hơn, chứ còn đừng có chờ 10 phút, chờ 10 phút là nước đến chân với nhảy là đợi hơi lâu đấy. Ok thế thôi, quảng cáo thì bao giờ cũng quảng cáo, chỗ quảng cáo thì rất là đẹp, thế nhưng mà thực tế thì nó chỉ giống như một nồi lẩu thập cẩm thế này thôi. Ok, sản phẩm review lẩu tự sôi bắp bò riêu cua của thương hiệu Omachi do công ty cổ phần tập đoàn Masan sản xuất. Đây là sản phẩm của Masan mắt mình hơi kém. Đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem. Hẹn gặp lại quý vị tại kênh Vinh Phim ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.